nhằm nâng cao việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác có liên quan đến biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tối qua ngày 17 tháng 12, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Phòng Quản lý Di sản Văn hóa tiến hành kiểm tra chương trình Đại nhạc hội Hồ Mây Fest 22 do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu tổ chức. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận công ty đã chấp hành đúng các yêu cầu quy định của pháp luật khi tổ chức chương trình này. Chương trình Đại nhạc hội Hồ Mây Fest 22 do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu tổ chức tối ngày 17 tháng 12 tại khu vực sân khấu nhạc nước, khu du lịch Hồ Mây, thành phố Vũng Tàu. Qua kiểm tra, Sở Văn hóa Thể thao ghi nhận chương trình được Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu tổ chức đúng theo nội dung công ty xin phép và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Công ty đã đóng tiền bản quyền tác giả đối với các tác phẩm biểu diễn tại đêm nhạc. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại sự kiện này được đảm bảo. Nhờ sự hướng dẫn rất là cặn kẽ của Sở Văn hóa nên là khi thực hiện cái đêm show đại nhạc hội này, chúng tôi đã xin phép và được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận, và các cái chương trình đều đảm bảo theo cái chương trình đã đề ra, và đặc biệt là các cái vấn đề về tác quyền cũng được chúng tôi đảm bảo. Và như các bạn thấy đó, các ca sĩ đã thực hiện rất là nghiêm túc và đã cho chúng ta một đêm diễn thật sự là cảm xúc. Chương trình đại nhạc hội Hồ Mây Fest 22 quy tụ những ca sĩ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng thế hệ 7X, 8X và dàn ca sĩ trẻ tham gia trình diễn những ca khúc nổi tiếng một thời theo phong cách trẻ trung hiện đại. Đặc biệt, không gian đại hội được thiết kế hoành tráng với sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc biểu diễn nhạc nước hiện đại cùng công nghệ mapping 5D trên màn hình 2.500 inch đã mang đến những giây phút vui tươi, sôi động, ấn tượng cho khán giả yêu nhạc và khách du lịch có mặt tại khu du lịch Hồ Mây Vũng Tàu.